Xin chào khán giả Việt Nam Indie Club. Hôm nay mình và Duy và chị Sương sẽ nghe thử album mới xem hai người này nghĩ gì và trải nghiệm về chia sẻ lại về Duy quá trình thu album nó như thế nào và chị Sương thấy album của mình ra sao. Hy vọng là chị thấy hay. Còn em là Hoàng đến từ Muối ạ. Em là người hát và đánh guitar cho ban này và em sáng tác. Đây là bìa album của bọn em. Ảnh này được vẽ bởi anh Hưng Trần, một người bạn của em. May mà anh ấy cho bọn em sử dụng cái ảnh này. Còn phải ghép tiếng vỗ tay to này. Đây là Duy. Anh ấy đánh guitar cho ban nhạc nhạc Năm Thế Giới. Và thỉnh thoảng cũng đánh cho Muối. Và lần thu lần này thì anh ấy có đánh guitar cùng với mình. Nếu mọi người sẽ được nghe album thì thấy là guitar mình thường bên trái, là guitar Duy bên phải. Còn ngoài ra Duy cũng đánh keyboard các kiểu đà điểu nữa, xịn lắm. Ở chính giữa. Yes sir. Trước khi đến thu thì mình cũng không biết là Duy biết đánh piano, nhưng mà tự nhiên Duy biết đánh thế là thôi. Em biết đánh ạ? À? Em biết một ít. Hồi trước em có học. Kiểu có đoạn mà em đánh piano em không biết inversion ấy, nên Duy bảo đưa đây để tao đánh. Thế là tự nhiên đánh được. Cái gì mà không làm được thì đứng ra kẻ khác làm ấy. Còn đây là chị Sương. Thì chị Sương từ lâu đã là idol của mình. Và bây giờ thì chị là một người bạn thân thiết của mình. Và hôm nay rất may là được chị ấy tham gia trong tiểu phẩm nhỏ này. Như mọi người khác thì em biết chị Sương từ lâu rồi. Bạn là một cây đa cây đẻ trong âm nhạc Việt. Trước khi Muối thành lập thì em có đợt dịch em có ở nhà nhiều. Và em có nằm ở nhà em xem. Thì em có xem nhiều live performance của chị Sương với ban nhạc của chị. Đấy là Mark and the Awesome. Và em thấy rất hay. Và em còn xem cả cái phỏng vấn hồi xưa của Việt Nam Indie Club với chị Sương nữa luôn. Từ có, hồi đấy ấy. Có. Nếu ai biết thì sẽ biết. Cái đấy em xem rồi. If you know, you know. Nếu ai biết thì sẽ biết. Xong lên đây em có cơ hội gặp gỡ chị Sương nhiều ở quán này. Tenava. Và mấy lần đầu gặp thì chị cũng khó gần lắm, nhưng mà dần dần cũng dễ gần. Anh Duy thì sao? Anh Duy quen chị Sương như nào? Có ý kiến về điều này. Lúc đầu mình chỉ biết là Hoàng chơi nhạc giống như Duy và trông chậu chậu. Thế mình chỉ biết thế thôi. Và sau rồi mình thì là khách quen của quán Tenderbar, nơi bọn mình đang quay cái này từ rất lâu rồi, trước khi mà Hoàng làm bồi bàn ở đây. Ê, lộ thông tin đấy ra. Lộ thông tin ra hơi phiền đấy nha. Mình làm một cái show ở trên tầng 3 này và Hoàng có trợ giúp trong phần âm thanh. Thế là sau đó thì hai chị em mới bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. À, em nhớ hôm đấy, rồi. Còn Duy thì là mình mời band của Duy và một band khác vào cái chương trình HRC Disclosure hồi mình vẫn còn host ở bên đấy. Vâng. Yeah. Từ hồi đấy á? We were friends first. Thế anh biết về chị Sương như nào? Thì như những con người indie khác thì mình cũng biết từ chị Sương từ lâu và có nghe những nhạc phẩm của chị trên SoundCloud và gần như là có một đợt nghe đêm nào cũng nghe thì wow. Thấy cũng cũng khá là thích giọng hát của chị Sương và bây giờ cả sáng tác của chị Sương nữa. Thì 2020 thì mình với chị Sương bắt đầu quen nhau cũng là từ cái đợt HRC Disclosure đấy, nhưng mà mãi đến năm 2022 thì mình với chị Sương mới bắt đầu nói chuyện với nhau thực sự và có hợp tác với nhau nhiều. Đến lúc đấy thì mình mới thực sự thân. Thì mình thấy chị Sương là một người dễ gần nhá, không phải là khó gần như là thằng Hoàng nói. Tạo content thôi mà. Khi được hỏi về mình muốn ai cho buổi phỏng vấn này thì mình nghĩ đến chị Sương đầu tiên ạ. Bởi vì mình thấy là nếu phỏng vấn chị Sương thì sẽ không phải là một người mà cứ ngồi đây xong rồi bài nào cũng khen. Nên là chắc có nhiều content hơn.
Chứ có ông, chứ mời cái ông nào ở đây à, không, mời mời cái người nào ở đây mà cứ ôi bài này hay, bài này hay, ôi bài này hay, chán bỏ vậy à. Ôi nhưng mà anh em mình podcast hợp đấy nhở, có khi phải tách ra làm riêng thôi. Ok, tách ra làm riêng. Với Hoàng thì mình thực ra mình biết Hoàng cũng từ từ phải 2022 rồi, cuối 2021 thì mình thấy có một đứa tên là Hoàng Đức Phạm like cái page band của mình, thì mình thấy avatar chơi guitar thì cũng cũng có vẻ hay đấy. Chết chết. Thì xong đấy mình vào cái account Facebook của nó, của Hoàng, thì thấy ban nhạc mối tới từ Hạ Long. Ồ, cũng ảo là kiểu chưa nghe đến band indie nào đến từ Hạ Long, độc lạ Hạ thì, Long. Hồi đấy thì mối mới ra đúng cái single là Ôi Tình Yêu, còn chưa có cái EP chờ. Thì mình nghe xong, ban đầu thì ấn tượng ban đầu của mình là sao nghe giống bông hồng thủy tinh của bức tường thế. Nhưng mà sau đấy nghe nhiều rồi thì cũng thấy cũng hay. Mẹ cũng thú vị. Ông này cứ giọng son rồi 68 là bông hồng thủy tinh à? Đúng rồi, bông hồng thủy tinh. Shout out to bức tường. Xong shout out to rock Việt. Đến đầu 2022 thì mối có ra EP chờ thì mình cũng thấy hay, và mình bắt đầu nhắn tin với Hoàng. Từ đó phần còn lại là lịch sử. Đấy, phải mãi đến đầu 2022 Hoàng mới ra Hà Nội thì anh em bắt đầu thân hơn và có chơi show với nhau. Và sau đấy mình cũng được vinh dự là được đánh live cho mối và cũng là thu album này luôn. Thì mình thấy khá rất là thế nào nhỉ? Nó là hân hạnh, cảm giác như là một phần của lịch sử. Và cái đỉnh điểm về sự thân thiết, đỉnh điểm về sự thân thiết là chắc là hiện tại, bởi vì hôm nào bọn mình cũng gặp nhau ở quán này Tender Bar. Nên là và mình thấy Duy là một trong những người đầu tiên đã gọi là phát hiện ra mối, như kiểu là Kanye phát hiện ra Chance the Rapper. Mình cũng thấy grateful. Và tiếp theo nhở? Ôi sao cái laptop nó nhìn lạ nhở? Hold up. Không sao đâu, với album này thì mình thấy mình cũng kỳ vọng là hy vọng nó sẽ thành cái gì đấy, nhưng mà mình cũng không muốn kỳ vọng nhiều quá sợ thất vọng, nên là mình sẽ xem album này có thành công hay không. Nếu thành công thì mình sẽ đánh nhạc tiếp, còn không thì thôi mình sẽ đi làm thầy giáo. Đây là một lời đe dọa. Và nhạc phẩm đầu tiên, từ từ, Một Sớm Mai. Đây là bài hát chắc là hơi lấy cảm hứng từ surf rock những năm 50-60 một tí. Thấy mọi người bảo thế, rồi mình nghe thử nha. What happened? Đang đang cố tình. Còn tay. Câu này là em đánh hay anh đánh à? Em đánh. Verse 1 mới đây. À, chị Sương thấy sao? Chị Sương thấy sao về nhạc phẩm này? Bài này ra rồi mà. Chị nghe rồi. Chị nghe rồi, chị thấy gì? Chị bao giờ nói với em đâu? Nói chung là cũng mình nghĩ là một thế mạnh của ban nhạc mối và riêng Hoàng là có một cái màu sắc âm nhạc khá là dễ nhận biết. Nghe phát là biết luôn. Ừ. Em bài này là một trong những bài mà sản xuất mệt nhất với anh Hoàng Chí Trung. Tại sao? Chị cũng làm việc với anh Hoàng Chí Trung rồi đúng không? Tại vì bài này mic đi mic lại trên dưới 20 lần. Không tại sao, vì, bài thu gọi cũng tại 30 vì... lần. I'm sorry. Tại vì bài này là bài đầu tiên làm với nhau ấy. Xong lại còn cái đợt này là phải làm qua mạng, kiểu em cứ phải viết file Google Doc ấy, còn cho anh ấy nghe. Nên là khó làm lắm, với lại là cũng là bài đầu tiên nữa. Mà chuyển từ máy của anh mixer Nguyên Lê sang máy của anh Trung có nhiều cái nó lệch lạc cực. Buồn cười cực. Nhưng mà may là cũng ra một sản phẩm gọi là nghe cũng ok. Ok kế. Bài tiếp theo đi. À, bài tiếp theo là bài Ngủ. Bài này một bài có lẽ là nếu ai biết thì sẽ biết là này có âm hưởng rất nhiều từ ban nhạc Anh hay Mỹ nhỉ? Mỹ là The Strokes.
cái guitar giật giật này của Duy ấy. Hướng nội. Sợ bác hàng không chửi. Sợ đâu. Ê, có bị bản quyền không ấy? Khoan đã. Giọng anh, Nam Anh chửi bậy. Chị thích đoạn chuyển. Có một người anh mà em cũng biết lại bảo đoạn chuyển đấy không thích lắm. Vậy. Cái đấy tùy gu thôi, tại vì là chị theo trường phái thích những bài hát có ly điệu hoặc là chuyển. Em thích chuyển thế. Đoạn nhiều. Em thích thế. Nói về ly điệu thì bài hát tiếp theo cũng có một đoạn ly điệu mà đang từ 44 sang 68, nhưng mà nói nốt rồi bài này đó. Bài này là đầu tiên em nghĩ trong đầu sáng tác ra thì nó giống bài Đồng Quê cơ, kiểu tưng 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 tưng, nhưng mà đi tập với ban cùng với Duy thì nó lại thành một cái bản hơi garage rock nên cũng thích theo cái đấy. Thế còn Duy cảm thấy sao sau khi nghe hai thành phẩm mình tham gia? Em biết Duy cảm thấy sao. Bởi vì sau khi thu bài này em thấy bảo ôi bài này nghe The Stroke ấy nhở, phê vãi. Từ đấy Duy nghiện The Stroke vãi đái. Trời. Vãi nhỏ. Anh Duy thấy sao? Bài này chắc là bài mình thấy thích nhất trong album. Kiểu về mặt sáng tác lẫn nhạc và cả phần trình diễn của cá nhân mình. Mình thấy tự hào nhất là bài đấy. Cái gì? Mình thấy tự hào nhất là bài này. Một điều mà mình nhớ nhất lúc mà thu bài này là đánh đàn của Nguyên Lê rất là sướng. Em có thể thấy nó khác biệt. Ra được cái tông mà mình muốn. Cái đàn kiểu lỗ F ấy, hollow ấy. Cái đàn hãng Tokai thì phải. Phê vãi. Cái tông của anh cái đoạn staccato mà tạc 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 tạc. Nghe rất là raw và kiểu The Strokes. Cái nhạc này đánh nghe hollow đấy hợp thật. Cái đoạn chuyển là mình có chơi lead ở trong đấy và thực ra lúc đấy là mình cũng chỉ đánh linh tinh thôi, xong rồi anh em trong studio thấy hay quá, thế là đấy là thấy, một phần thấy cũng là một phần một đoạn xuất thần của anh. Cũng vui. Quá trình thu âm nó lên như thế. Nhưng mà đấy cũng là một phần về cái đợt thu âm album lần này, bởi vì có cái characteristic là rất dễ phá sản. Bởi vì một ban nhạc bình thường theo anh Nguyên Lê nói thì trước khi đến thu thì sẽ phải tập ấy. Nhà tập kỹ để tiết kiệm thời gian cho phòng thu. Nhưng mà bọn em thì đến phòng thu bọn em mới nghĩ ra. Em thấy thế cũng là một cách làm hay. Ừ, nếu mà có tiền. Nó cũng là một cái tension kiểu cần thiết để cho ra các sản phẩm nó bất ngờ hơn. Trong phòng thu kiểu hay là thêm cái này đi, xong rồi thêm, xong rồi hay là thêm cái này đi, xong rồi tự em thêm, xong rồi tự em thế hợp. Chứ thế thì hơi tốn tiền là thôi, nhưng mà may là cũng đáng. Bọn em đã bốc bắt họ. Cô ở đâu giới thiệu chị ơi? Tài trợ bởi ngủ. Bài tiếp theo chưa? Đây thì bài này và bài tiếp theo đều có một phần gọi là switch và có cái buồn cười là đều được sáng tác bởi một buổi em đi từ trường ra quán chim xanh để gặp một bạn. Có chuyện dài nhưng mà đấy thì nên bài này đầu tiên là bài này, hai bài này cùng tông đấy, bởi vì bài Xuân đầu tiên em cũng biết là dê thì em viết xong em phải nhớ trong đầu, xong rồi đến cái buổi hẹn ở cái quán cà phê đấy nhá thì bạn ấy đến lâu vậy. Đợi bạn ấy đến lâu rồi thì em lấy cái guitar ở đấy và em viết hợp âm ra cả hai bài, mò âm ra cả hai bài đấy, từ đấy tự nhiên được thêm hai bài trong album luôn, may quá. Cảm ơn bạn gái. À. Sao chị biết là bạn nữ? Em đã nói là giới tính gì đâu. Cho một giờ. Oops. Cần gì mà phải nói. Không biết mà. Tiếp theo là bài Xuân. Con đợi cái kia đi qua. Khi nắng xuân kia tạm biệt đêm, chén kia lại ngọt ngào thêm với ai.
biết sai không? Em biết tại sao chị cười. Em biết tại sao chị cười. Quá hay. What a. Chị em biết tại sao đoạn vừa rồi chị Sương buồn cười. Tại sao? Bởi vì chị Sương có cái phiên bản riêng cho mình về cái bài này. Cái gì ấy nhỉ? Tôi dắt xe từ nhà đi ra, phóng xe ra tên The Bay. Có thể nói trong các ca khúc mà mình đã được nghe của Mối thì hiện tại đây vẫn là bài mình thích nhất. Tại sao? Có cái yếu tố gì? Cái bài chị nghe từ cái hôm mà mày post demo lên trên Insta story hay gì đấy thì phải. Từ lâu rồi thì kiểu nghe một phát đã thấy catchy luôn. Và cái câu lead trong bài này cũng hay hay, nó kiểu hơi kiểu nostalgic, và nó nghĩa là nó có cái gì đấy nó hơi Việt Việt ấy, hơi Việt Nam ấy đấy. Thế á? Ừ. Anh có thấy Việt Nam không? Chắc Việt Nam là vì nó nghe hơi giống cái bài đường vào tim em môi văng ra. Thế có thể là cùng scale, nhưng nói chung là nó có một cái điều khúc của bài đấy. Nó có một cái gợi nhớ gì đấy về tuổi thơ. Nhưng mà cái vibe chung của bài thì nó lại hiện đại, chứ nó lại không bị cũ quá. Đấy. Cái sự kết hợp nó thú vị. Cái câu đầu của điệp khúc ấy, anh Duy nói đúng thật. Tại em viết xong em mới thấy là cái câu đầu ấy cũng hơi giống ta 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 ta. Ý là em nhả vần nhiều ấy. Ừ. Nên là nó vào cầu xong bài này lyric dài vậy. Ừ. Lyric wall of text. Nhưng mà cảm giác không bị too much, nói chung là nó rất là vừa vặn. Yeah. Em thích là bởi vì dạo này em thấy em viết nhạc em nó cứ điền vào cái dấu ấy, tốt hơn ấy. Trước thì nhạc nó hơi ngang một tí, ở cái đĩa trước thì có vài chữ nó không hợp cái dấu ấy. Ừ. Nhưng giờ cứ nghĩ sao hợp cái dấu thôi xong một vần. Can I be honest? Ừ. À, lúc là nghĩa là mình sẽ có thói quen nghiên cứu thị trường bằng cách là xem những bạn đồng nghiệp đồng trang lứa đang làm những gì, và cả những tài năng tiềm ẩn có thể đang làm gì đấy. Thì khi mà mình sẽ lượn trên mạng xem YouTube, xem SoundCloud các thể loại, xem có gì hay không đấy. Thì sau khi mà gặp Mối ở tender thì mình kiểu thằng này cũng làm nhạc à, thế là mình về nghe. Ông là mới nghe bài Xuân đấy á, hay là chị nghe từ trước? Không, chị nghe cái album, cái EP ấy. Thì xong rồi mình nghe EP xong mình kiểu sao mấy thằng chó này có người nghe nhỉ? Wow. Có hỏi thế không chị? Không hỏi thế. Nhưng mà đối với cái EP đấy thì chắc là chị thấy chưa thích lắm. To be honest, với cái EP đấy. Debatable. Gu cá nhân của chị thôi. Thì ai thích thì cứ thích. Thì với album này chị thấy kiểu màu sắc với cả cách viết các thứ, mọi thứ rõ nét hơn. Và mà cả về phần lời chị cũng thấy thích hơn. EP thì có mấy cái nó hơi chào nái. Nó hơi sao nhỉ? Chào nái. Hơi kiểu high school heartbreak ấy. Đấy kiểu đấy. Thế là cái này nó có một độ mature hơn một chút. Ôi, nhưng mà em cũng giống chị là em cũng tìm hiểu về bạn bè trang lứa nhiều phết, nhưng mà em không nói rồi. Nhưng là hồi trước khi lên Hà Nội ấy, thì em cũng muốn phát triển văn nhạc của mình. Em cũng muốn biết tại sao là ý là lên Hà Nội thì có show kiểu gì. Nên hồi đấy em muốn thú thật là em có một đợt em stalk Nam Thế Giới đến tận răng luôn. Em xem những cái show Nam Thế Giới đánh. Em nghe cả podcast của Nam Thế Giới. Ô, trên SoundCloud có 100 trên người trên SoundCloud có 2 tập có 100 người nghe thôi. Thì đào có thằng đi du học mất rồi. Đấy, thế là
Đấy thì em cũng biết, thì em nghe podcast của Nam Thế Giới thì lúc đấy có bảo là tập ở Bố Tân, và sau đấy được mấy anh em ở Những Đứa Trẻ rủ đi đánh show. Nên từ đấy nó có show thì em mới biết là ở đánh show quanh đây thì quan trọng là phải chơi với nhau là chính. À, về cái MV của bài này nữa, Thằng Nam Thiên không có ở đây, nhưng mà em muốn trải nghiệm là hôm đấy hôm hơi hơi đáng sợ với em. Bởi vì hôm đấy bọn em phải có mặt rất sớm ở một chỗ cũng khá xa nhà em. Và đêm đấy em và thằng Nam Thiên quyết định không ngủ để đánh Liên Minh cho tiện. Đấy là một quyết định sai lầm. Anh Thanh cũng quay hôm đấy. Hôm đấy đến đoạn đầu thì vẫn khỏe không sao, nhưng mà đến đoạn sau thì mệt đéo chịu được. Mệt điên. Xong rồi lúc đấy em thấy sợ là bởi vì hôm đấy hơi ra khỏi vùng an toàn của mình. Hôm đấy kiểu mình đang đứng ở một cái chỗ public space và có bao nhiêu người ăn mặc bánh bao, xong rồi có bao nhiêu người đang nhìn, phần lớn là người già. Và hôm đấy em còn bị ông bảo vệ ở công viên Thống Nhất quấy rối. Gọi là quấy rối có đúng không? Nhưng mà em hồi đấy để tóc dài ấy, xong đi qua cậu em bảo là ôi bạn nữ này xinh ấy nhở. Em không biết là react sao về cái thông tin đấy nữa. Ý là người ta khen mà. Nó có một sản phẩm cũng được cho mọi người xem. Cũng được rồi. Hay tùy. Beauty is in the eye of the beholder. Yeah. Bài tiếp theo là một bài khá khác so với phần còn lại của mối. Ôi. À ừ. Đấy là bài Sa Mạc. Đây là một bài gọi là mang hơi âm hưởng thrash metal một tí. Fun fact là hồi xưa em tập guitar, em thích đánh metal lắm. Em chỉ đánh metal thôi. Nhưng mà một cách nào đấy đừng đời xô đẩy đưa em vào đấy. Nhớ cái hôm mà HRC 13 ấy. Đúng không nhỉ? Hay là hôm Front Row 1 có cái shop guitar mới bên dưới ấy. Em xuống em đánh vài câu, có cái đàn xịn vãi, xong cảm ơn em xịn vãi, xong rồi em xuống đánh mấy câu metal phê vãi rồi. Xong rồi anh nhớ là anh Văn Mai, hay là Vân Mai ấy nhỉ? Anh biết đúng không? Anh không biết. Cái anh tóc dài ở hấp ấy. Văn Mai. Anh ấy mới nghe thôi, anh bảo xong thôi kiểu em đánh bài nào anh cũng biết ấy. Thôi anh bảo là ôi tay này đánh metal hết mà. Tay này đánh band gì thế? Thôi em bảo band mối, bọn em đánh indie thôi. Thôi em bảo là thì bạn tay này đánh indie phí vãi rồi. Nhưng mà thôi. Nhớ rồi. Người ta gọi là flexible. Ok, mình nghe bài Sa Mạc nào. Nhìn mặt chú bé Duy trông kiểu tự mãn vậy. Không em ơi. Kiểu I'm so proud of myself. Đoạn này em không tham gia gì. Đâu có, bài này có, bài này anh có. Nhưng mà chú bé đoạn này. Rốt Việt. Rốt Việt. Như này chả phải flash metal đâu. Có mà. Nó chỉ có influence metal thôi, chứ nghe được vẫn indie. Nghe là vẫn hơi cute để thành metal ấy. Baby metal. Sao bài trước thì đang mơ về em mà bài này đã cuộc đời này đúng hay sai? Rồi còn đoạn Nam Anh múa. Múa. Ảnh múa. Thế về cái đoạn mà cứ giảm xong tăng tempo thì xử lý như nào? Thì bọn em có một trick cho anh Nam Anh thu trống, đấy là bọn em automate một cái track click ấy. Xong đến đoạn đấy nó lại giảm. Xong đến nó lại lên. Xong rồi cái đoạn tu ti của đoạn này ta da 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 ta da 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 ta da 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 một. Đoạn đấy là theo cái grid của trên đo ấy, nó bị lẻ ra một đoạn cơ. Nên là bài này nhá, là một bài
ác mộng về sản xuất khác, mà sản xuất đi sản xuất lại mới có một cái bản mà nghe được như thế này. Chứ có mấy đoạn mà làm mãi không được ấy, em đã nghĩ về việc hay là bỏ mẹ bài này đi. Nhưng mà thôi, may là I feel you. May là sau bao nhiêu khó khăn và những buổi sang nhà anh Trung thì cuối cùng cũng làm xong. May quá. Bài này em nghĩ lyrics nó hơi đặt vào cái POV của một thằng tỉnh lẻ từ quê lên giống em. Nếu mọi người nghe được thì sao mọi người có thể thấy ai tỉnh lẻ mới hiểu, chứ người Hà Nội sao hiểu được. Và tiếp theo là một bài interlude. À, bài này em thu trên điện thoại. Thu trên điện thoại. Sau nó make it onto the album. Hay phết. Ok, interlude. Thì thế thôi, em thấy là đoạn này serve là một đoạn nghỉ sau album. Khoan, sao cái này nó bắt đầu chuyển thành giật cả màn hình rồi. Có bình thường không? Thôi. Đấy thì interlude đấy em thấy anh Nguyên Lê bảo khá thích. Đoạn đấy anh ấy bảo là đoạn này chill vãi. Sau đoạn này nghe giống nó thu bằng bass, nhưng mà em thu bằng guitar lỏ thôi à. Hay phết, kiểu album có cả chất liệu gọi là từ phòng thu khá xịn, semi professional và một cái thu bằng điện thoại. Đấy là âm nhạc cũng không có luật lệ gì cả, cứ hay là được. Và tiếp theo là bài Mưa. Bao năm dần trôi lút qua trong đời, một giây để tôi nhìn lại. Tôi chết xin mưa hãy đổ xuống đây. Chị thấy sao chị sao? Mày là chị nghe rồi. Ơ? What the fuck? Chị nghe ở đâu vậy? Không, mày gửi cho chị. À. Chị bảo là có một đoạn nói về mẹ hay gì đó. À. Chị thấy sao? Chị thấy sao? Ừ, cũng một bài, anh nghĩ là kiểu về vị trí trong album thì nghe nó hợp lý sau cái interlude đấy. Thế thì đoạn này trong album là rất vào cái khoảng nghỉ. Sao cái đoạn nó này đổi không gian, cái không gian nó hẹp lại, kiểu nó intimate hơn. Em cũng thích về phần viết bài này, bởi vì lần đầu tiên mà mình ra khỏi cái vùng an toàn là viết về tình yêu đôi lứa, mà chuyển sang viết về những cái thứ mà nó rộng hơn thế, nó khác hơn thế. Thì bài này em viết ở đây luôn. Không hẳn mà từ đường từ đây về. Em hay viết kiểu đi xe không viết được rồi. Chị cũng hay thế. Ảo ma vậy, sợ thế. Thế mà cái này là vừa hát vừa đánh xong thu luôn hay là riêng? Em riêng. Thì vừa hát vừa thu, em bị hát không hay. Nhưng mà thu cái này có metronome không hay là không? Không. Ừ, chị cũng cảm giác thế. À, nhưng mà cái impression của em là em nghe bài này hát phô vậy đấy. Nhưng mà em nghĩ là bài này phải thế. Được, chị thấy có phô lắm đâu. Em thấy là bài này chắc cũng phải có tí imperfection trong đấy. Nhưng mà cái hôm em gửi bài này mẹ thích lắm. Ừ, chị thấy cũng vui. Nhưng mà bài này là hôm ở Tender, xong rồi hôm đấy mưa vãi đái, xong không có khách, thế là đường đi về mình nghĩ phiền mãi, mình ước gì nó không mưa nữa, thế là mưa xin đừng rơi xuống, xong xuống người này người kia, đấy cũng hay. Bài tiếp theo cũng là một phần trong cái khoảng nghỉ nữa. Bài này anh Duy có thể tự mãn, bởi vì đây là một trong những bài khác mà guitar của Duy gánh tem.
guitar của Duy đang là chính mà. Da da da. Còn guitar của em nó chỉ ở mờ mờ sau thôi. Cộng mấy số 7. Đó là một cái running joke của Abu Rê. Là rõ ràng là bài Tông Chủ cũng chỉ là son bình thường thôi, nhưng mà kết thể nào cũng là mấy giờ 7. Nhưng mà bài này là một bài cover từ một cái bài hát kiểu sinh viên ấy. Chị biết bài đấy đúng không? Hả? Chị có biết bài này? Bài này với bài Hòn Đá Cô Đơn ấy, kiểu nhạc sinh viên hồi xưa, Trí Tài cover. Đàm Vĩnh Hưng cover rồi mà. Bài này không rõ tác giả là ai. Bài này không rõ tác giả là ai. Nhưng mà cục bản quyền có lẽ sẽ nói khác. Hy vọng bài này không bị đánh gậy. Đánh gậy thì thôi. Đấy, bài này thu em thấy cũng phê. Bởi vì bình thường thì em hơi possessive với mấy cái gọi là cái vision của em. Em nghĩ là nó như thế thì em muốn nó như thế. Thì em hay là tự hát bè cho chính mình trong bản thu của bạn. Nhưng mà xong rồi có nhiều người tác động bảo là nên thử xem cho Nam Thiên hát cùng em. Thì em thấy hay thật. Ý là nhá, single track giọng thằng Nam Thiên ra ấy, kiểu không hay đến nỗi đấy đâu. Nhưng mà nó kết hợp với nhau nó cứ nghệ nghệ của gì ấy, ảo ma cực. Không biết giải thích kiểu gì nhưng mà nó như thế. Chắc là hai người có kiểu hai chất giọng khác nhau. Cũng hay, với lại thằng Nam Thiên hay đùa về bài này là kiểu cặp đôi nào mà chia nhau hai tai nghe. Nghe giọng hai đứa. Xong, hai đứa khác nhau. Nghe xong bảo là ôi bài này Nam Thiên hát hay nhỉ. Đâu, Hoàng hát mà. bài này anh Nguyên Lê cũng có một input hay phết là hôm thu trống ấy. Thì anh cũng đánh bình thường. Thì em bảo đánh chổi cũng ok. Anh Nguyên Lê có cái input là bây giờ anh đặt kích cho giống kiểu jazz vào. Và đặt kích siêu nhẹ luôn. Chỉ nó hơi thù một cái thôi. Ôi em thấy hợp vãi rồi. Hay. Vậy em thấy là nó cũng là một cái inflection của mình về âm nhạc từ quá khứ. Ý là đây là một bài hát có cái lịch sử và bây giờ được mấy thằng trẻ con cover lại, có cái sự giao thoa giữa các thế hệ. Ý là cũng có cái influence của mình vào cái mới hơn mà. Nên đây hay. Và chị cũng thích cách mix giọng. Em thích. Good job, Trung Hoàng. Lại một Trung Hoàng masterclass. Về bài tiếp theo cũng là trong cái khoảng nghỉ của album. Đấy, có một cái em hơi sợ về bài này là bài này nó hơi sến quá. Roviet. Có câu Việt đến nỗi đấy đâu. Yeah. Cái bài này nó hơi có âm hưởng kiểu classic rock hồi xưa. Nhưng mà nó... Thì có đoạn kiểu ý là đang trong khi là si thứ ấy. Có cái đoạn mà... Thì bài này là bài chị ít thích nhất từ nãy giờ. Tại sao? Bởi vì... cái... nghĩa là nếu mà chỉ xét về hòa thanh... với vibe của bài thì cũng ok, nhưng mà vì là nó ghép cái lời Việt và các cái intonation tiếng Việt cộng với giai điệu nên nghe nó bị sến. Thì đấy là cái cảm nhận cá nhân của nhưng chị. Mà đôi khi em thấy sến cũng tốt. Ý là đây không phải là một not a party song thôi. Hả? Not a party song. À ừ. Nhưng mà chị đoán là bài này sẽ là một trong những bài khó nghe hơn so với những bài khác. Em nghĩ là nó cũng serve cái mục đích của nó là ý là không phải bài nào cũng là một bài single ấy. Ý là nhiều khi một bài cũng là chỉ cần là album track thôi. Nó thuộc cái kiểu cái hole, deep cut cái entity của một cái đĩa. Nó tạo lên cái personality của cả cái cả cái run thôi cũng được. Deep cut, đúng rồi. Deep cut. Một deep cut. Thì có một đoạn em cũng không biết là nên thu một cái bài kiểu blues rock hay là một bài như thế này. Thì hôm định thi blues rock định thu bài cái bài blues ấy thì nó thật là bọn em bị sao nhãng. Lên tầng thấy có một ban nhạc khác đang tập, thế là cũng vào ngồi chơi. Xin một ý kiến nữa mà đấy là về kiểu về mặt phù khí ấy thì chị thấy bài này nó hơi bị khô. Đấy là ý của em. Ừ, đấy là ý của em. Ý là em cũng
phân vân giữa bài này với một bài blues rock kiểu hơi hướng ngoại hơn một tí. Mà em nghĩ là... Không cần thiết là bài nào phải hướng ngoại. Em nghĩ là xin nhạc này không cần thêm một bài blues rock nữa đâu. Chuẩn. Thế nên là em nghĩ là thêm bài này mà vẫn tạo chiều sâu được. Vì nó cũng là một cái run. Nếu nghe thẳng thì sẽ là cái run 4 bài mà nó nhẹ dần lên. Và đấy, lên bài này thì bài tiếp theo này thì sẽ mạnh hơn chút. Còn 2 bài nữa không? Vâng. Mình thấy bài này có một cái hay là nó đi ngược lại cái expectations. Oh. Đó là kiểu có mấy cái đoạn mình nghe thì thấy cứ dồn lên ấy. Thì bình thường thì các bài hát sẽ kiểu sau đoạn đấy sẽ là một đoạn trống rất là nhiệt, rất là kiểu thế nào nhỉ? Kiểu bùng nổ ấy. Nhưng mà sau đấy thì lại chẳng có gì. Nghe nó khá là hợp với cả theme của bài hát. Có một cái tension ở đấy mà chẳng ra được resolve. Đúng rồi. Bài tiếp theo là chắc là bài title track luôn. Album này tên là Mong Manh và bài này cũng là Mong Manh ạ. Để nhắc lại nhé, vừa nãy bọn mình có nói như mà máy ảnh vừa thay pin. Đấy là thu âm cùng lên sến cực kỳ là những cái bài mà nhẹ nhàng như kiểu bài Mưa và tại Hà Thủ ông hơi ngây vừa nãy thì thu âm cái này tắt đèn đi. Xong bật cái đèn led ấy. Bật đèn led đấy, kiểu streamer ấy, kiểu streamer ấy. Dramatic. Sorry, sorry. 100 điểm cho sự nhấn nhất cái gì đó. Siêu tận tâm luôn. Bài tiếp theo là bài title track của album ạ. Tên là Mong Manh và album cũng tên là Mong Manh luôn. Chắc nhiều người chưa biết. Không phải là cứ distortion là rock Việt đâu nhá. Bài này chẳng rock Việt nữa rồi. Ồ, có lý, có lý. Chị thấy sao chị Sương? Đây cũng là một trong những bài chị thấy ít thích hơn. Nhưng mà chị đoán là... Chị hiểu là tại sao mày lại chọn bài này làm single. Đấy, bài này đâu phải single, chỉ là gọi là title song. Ừ, xét về chủ đề với lời với cái mood của bài này thì hiểu tại sao tác giả lại chọn làm title track. Khác với những cái bài ở đoạn đầu và giữa, đoạn đầu thì có vẻ kiểu nhẹ nhàng, lighthearted và có một chút gì đấy nó hơi bông đùa hơn, kiểu kiểu trẻ trẻ ấy. Và có một chút sự bất cần ở đấy. Thì đến đoạn giữa bắt đầu cần hơn một tí. Thì đến gần cái đoạn cuối này là phơi bày bản thân với tất cả những sự mong manh của mình. Đấy. Xến quá. ý là cái bài nào xến là chị không thích đúng không? Không hả? Không phải cứ bài nào xến là chị không thích. Nhưng mà cái kiểu xến này sẽ không phải là kiểu xến chị sẽ thích. Chứ còn chị nghĩ là ai cũng sẽ thích xến ở một cái hình dạng nào đó. Thực ra đây là một trong những bài mà em viết sớm nhất luôn. Bài này là phải viết hồi học lớp 11 ấy. Là cùng thở viết mấy bài Ôi Tình Yêu ấy. Nhưng mà giờ mới make it. Nhưng em thấy cũng hay, nghĩa là bài này nó cũng straightforward thôi. Không có những gì mà múa may quay cuồng lắm. Thế chị thấy bài này thì chị thấy thích nhất phần solo với phần outro. Ủa, alo. Khi nào kết thúc? Không phải thế. Phần solo ở giữa mà. Em thấy đoạn đấy khúc hay. Em thấy đoạn khúc cái voice line đấy em viết được catchy. Với lại nó cũng dày. Đúng theo ý em. Thì với lại đoạn guitar em cũng thích. Là đầu tiên là anh Trung thì hay có một cái xu hướng là mix rất là clean. Thì em lại thích kiểu thích hơi xẻ hơn. Như này vẫn hơi clean đấy. Để bán được chị. Chứ theo em thì không phải, chị thấy nó vẫn hơi thiếu gì về mặt instrumentation, về mặt phối khí. Chị cảm thấy hơi thiếu ở phần trên cao. Tại cái loa. Cái loa này nó loa, cắt hết cả hai rồi. Cái loa này nó cắt hết cả hai rồi. Ok. Chị phải về, chị phải đeo tai nghe chị nghe lại. Chị okay. Mới thấy là hóa ra cũng thấm, hóa ra cũng thấm. Nhưng mà cái giai điệu này nó cũng hơi xến. Nó hơi... Thôi, không nói nữa, đụng chạm. Nó cứ nói đi, nhưng mà em thấy là bài này nó cũng serve mục đích của nó trong album này. Ừ. Là
cũng không có bài. Nhưng mà bình thường là mọi người sẽ chọn title track làm single luôn ấy, còn mày thì không à? À, không. À, chỉ chọn làm title track thôi. Thế mới hay, thế mới hay. I'm different. Rõ ngoài nào cũng thế mà. Trying so hard to stand out. Mộng mùa lãng quên ấy. Nhưng mà mùa lãng quên hay. Nhưng cũng không phải single. You're not that different. trying hard to stand out. Making sure I'm standing out. Còn bài nữa đúng không? Bài rồi đây là bài kết quả album. Duy có ý kiến gì không? Anh Duy thế. Bài mong manh này thì mình cũng kim cương quan điểm với chị Sương. Bạn bè của tôi. Chắc đây là bài mình không thích nhất trong album, bởi vì nó dài lê thê quá, nghe hơi mệt. Hơi rock Việt đúng không? Không, cái đấy nó không phải là một cái gì là xấu, một cái make or break một bài hát, nhưng mà chỉ là bài này hơi lê thê nên là mình nghe hơi mệt. À, với cả cái bài này nó không đòi hỏi quá nhiều những cái sự đào sâu về mặt cảm xúc, nó khá là kiểu thẳng vào mặt mày là I'm so vulnerable, I'm so đau khổ, I'm a sad boy, you know. Nhưng mà cần cái đấy, một album cần cái đấy. Ok, bài cuối tên là Hạ Long, cảm ơn 14. 14 quê tôi. Đấy là giọng của Oppenheimer. Thế đoạn đấy, hồi đấy nhá, là em cũng muốn luôn sample cái đấy tiếng gì mà, nhưng mà không biết là tiếng gì, nên em hồi đấy nổi cái phim Oppenheimer ấy, cho tạm mà. Thế đéo nào, anh Trung với Nguyên ấy tích cực đòi bỏ ra, bảo không cho. Đấy là cái đoạn Oppenheimer nói I am become dead, destroyer of worlds. Đấy, nhưng mà em khá thích riff của bài này. Yeah. Bởi vì cái riff nó là một cái interval khác so với phần còn lại. Ý là nghĩ về rock và guitar và distortion thì mọi người nghĩ đến power chord thôi. Thì cái này em dùng cái interval khác, nó nảy nảy hay phết. Nó cũng nó nghe. Em có. Nó nghe giọng trưởng mà. Hay. Đúng rồi. Bài này thấy nhiều người bảo là nghe mùa hè vậy. Bài này nghe rất là Hạ Long. Nghe biển biển phết. Nghe xong đoạn cuối em thích đoạn chị thích đoạn outro. Outro quá hợp lý để kết đoạn album luôn. Yeah. Phù hợp để kết đoạn album. Còn kiểu về thôi. À hay. Đấy thì album chỉ thế thôi. Mình nghe thì một là mình nghe ở trong cái condition là cái loa hơi lỏ. Nghe cũng hơi giật cục, nhưng mà đấy. Chắc là mọi người cũng hiểu phần về bức tranh lớn. Bức tranh lớn. Ok. Đây mọi người thấy sao về album này? Đầu tiên là xin chúc mừng mối, bởi vì bản thân mình cũng chật vật với việc làm album mấy năm rồi chưa ra. Nhưng mà mối thì đã ra được 2 đĩa trong vòng 2 năm hoạt động. Đấy là một cái tiến độ rất là đáng khen. Ôi mà chị om album của chị bao lâu? Cross promo 10 năm rồi em. Em om 1 năm mà em thấy trầm cảm lắm. Chị om được 10 năm nhở? Yeah, good job. I'm proud of you guys. Chị còn cái nốt gì nữa? Tiếp tục. Chưa đủ content đâu. Một cái listening experience, trải nghiệm nghe phù hợp trong nhiều hoàn cảnh và nhiều vị trí địa lý khác nhau. Châu chẳng hạn. Anh Duy thế sao? Chắc điều động lại duy nhất đó. Điều động lại duy nhất đó. Nói chung là mình rất là vui vì album nó vừa hay về cả mặt âm nhạc, mặt sáng tác, hát và cả phần thu âm. Mình rất là vui khi được
tham gia vào một cái trải nghiệm như thế nào nhỉ? Một cái trải nghiệm life changing. Life changing thì cũng không hẳn. Nhưng sau này anh sẽ thấy, đó là anh sẽ thấy cái kỷ niệm sau này anh sẽ thấy nó life changing như thế nào. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ mà được đến hang sói hàng tuần. Cũng là một trải nghiệm vui với anh em. Em cũng thấy là cái hồi thu âm là khoảng thời gian vui nhất. Ý là hồi đấy thu âm ai cũng vui, pha trò xong rồi. Ý là mình cũng productive được cái đấy. Thì cái quá trình sản xuất một album của em nó cũng hơi thốn. Đấy là tầm này năm 2022 là bọn em cũng muốn ra album rồi. Hồi đấy thì cũng chưa có cái điều kiện, nói thật là bọn em cũng... Thế cái EP đầu tiên là thu như nào? EP đầu tiên là bọn em thu kiểu nhờ phòng thu ấy. Là có chỗ kiểu dưới Hạ Long ấy, là chỗ đánh quán. Thì chả sao ở đấy có một phòng thu nhỏ. Thì bọn em nhờ người ta ấy. Mà rõ ràng nhá, cái phòng thu đấy có một điểm rất buồn cười là ở cửa ghi chữ to đùng là không thu âm nhờ. Nhưng mà em vẫn đang cố nhờ. Thế là đợt đấy là kiểu chỉ thu được những nhạc cụ như kiểu là hát này. Và trống không phải trống thật. Trống đấy là trống đánh vào cái bộ trống MIDI ấy. Xong rồi mình mới trích xuất cái file MIDI đấy ra. Nhà chống điện. Vâng. Và tiếp tục. Và có cả bạn piano hồi đấy nữa. Thì hồi đấy giòn rén lắm. Hồi đấy giòn rén lắm chỉ vào. Không sự may mắn mà. Ý là đối nhân xử thế. Thế cơ. Nhân tâm. Đắc nhân tâm. Nhưng mà hồi đấy là vào chỉ dám thu một take thôi. Nghĩa là cái đĩa đầu ấy. Là chống với piano là take đầu hết. Xong rồi về luôn. Nice. Đấy, và phần còn lại thì em tự làm ở nhà. Cái đấy nó cũng là cái một cái hay kiểu lưu giữ cái tinh thần sơ khai khi mới bắt đầu. Thế cũng là hay mà. Đĩa đầu có cái sự raw đấy. Thì đĩa sau em nghĩ là nó nghe một cách gọi là chỉn chu hơn. Hầu hơn, cái hoàn thiện hơn. Nhưng mà em vẫn thấy là một cái sự raw nhất định trong đấy. Xác đấy là một cái characteristic của mối. Nhớ đầu tiên em cũng sợ là mình vào một cái phòng thu mà cũng khá xịn như này. Thì nhớ đâu mình mất, nó mất cái đấy. Nhưng mà thu xong em thấy đéo mất. Nên chắc không sao. Nhưng mà thu cũng là kỷ niệm vui bởi vì cái hồi đấy bọn em định là cái đĩa này cũng tự thu cơ. Với lại cái hồi đấy là cái vision của em về album này khác hả? Hồi đấy em chỉ nghe kiểu thì cái nhạc nó hơi edgy hơn. Indie. Không hả? Hồi đấy định làm kiểu shoegaze metal hơn cơ. Trôn cực. Nhưng mà hồi đấy là bọn em cũng cố sản xuất nhiều. Hồi đấy còn rủ Nam Thiên sang nhà thu cơ mà. Không biết một cái gì hết. Không biết là cắm cái này như nào, sao cả, các thứ như nào. Nên là thu đau đầu lắm. Và sản phẩm ra ấy có nhiều lúc nào định là thôi. Nhưng mà may là một cách nào đấy sau bao nhiêu thời gian thì nó cũng xong. Thế cái biển album này có ý nghĩa gì? Có muốn chia sẻ không? Biển album này thì em lướt cái trang Instagram của bạn em thấy ảnh này đẹp quá. Em thấy nó hợp. Hợp, ôi lấy luôn. Đấy, còn về nhạc thì em thấy cũng là một bước forward về mối. Đấy là bây giờ mọi người không chỉ nghe và đoán xem mối sẽ như thế nào qua cái EP mà chỉ có 4 bài. Và bây giờ họ có một cái nhìn toàn diện hơn về mối. Và hy vọng là album sau sẽ khác. Ý là khác về âm nhạc. Em không muốn làm một cái lại. Về nhạc thì em thấy chị cũng không biết là bao giờ chị mới được tận hưởng cảm giác đấy. Sớm thôi. Đấy, nhưng mà về nhạc thì em thấy là nó cũng mở rộng ra. Như em nói là nó không chỉ về đơn thuần là tình yêu đôi lứa nữa, mà có những cái thứ nó một là khác đi, hay là rộng hơn. Và em thấy là cái album này cũng cân bằng về cả hai mặt, về cả ngoại và cả nội. Về cái gì? Về cả ngoại tâm hơn và cả nội tâm hơn. Dạ. Như thế đấy. Em nghĩ là album này nên được nghe một cách từ đầu đến cuối. Chứ pick track ra thì chắc cũng bình thường. Tùy mọi người thấy thế nào. Rồi thì hy vọng... Bây giờ mình xếp hạng đi. Mình xếp hạng các track. Theo... Thôi, nói cái thích nhất và cái không thích nhất là được. Xếp hạng em về em xem lại video em buồn. Rồi bắt tay chán nghĩ sao bài này. Sao bài này chỉ được 5. Đây cảm nhận cá nhân của mỗi người mà. Đấy thì mình đã nói là bài mình thích nhất là bài Ngủ.
về cả mặt âm nhạc lẫn lời và cái trải nghiệm lúc thu âm. Còn bài bài không thích nhất là bài lại là chính là title track mong manh vì nó hơi lê thê thế thôi. À, mình cũng đồng quan điểm với Duy về bài không thích nhất là bài mong manh. Nó người ta bị influence là xong kiểu người ta cũng hùa theo ấy là bài kiểu người ta cũng hùa theo ấy là bài mong manh. Bọn chị ấy mà em bọn chị lúc nào chả SG cho nên là nhắc lại đây là chỉ là ý kiến cá nhân, việc thích bài mong manh không sao cả, không sao cả nhá. Mình thích bài đấy mà. Ủa em thích, em không thích bài đấy. Bài anh Dũng Hoàng thích nhất sau khi nghe tất cả các bài thì bài Xuân đã xuống thứ hai. Và bài mình thích nhất là bài Hạ Long Bay. Tên bài không phải thế. Ok. Em cũng đồng ý với chị Sương ở phần này là hai bài em thích nhất là chính là bài Xuân và bài Hạ Long. Mà em bất đồng bởi vì em thấy bài mà anh cũng hay mà ta. Còn cái việc mà lựa chọn bài Hạ Long Bay làm bài mà mình thích nhất sau khi nghe album thì nghĩa mình cảm thấy nó thể hiện rõ nhất con người của tác giả. Tại sao? Tại vì em tình là bài đấy tên là Hạ Long à? Sao đơn giản vậy? Thế không có gì ý gì racist ở đây mà kiểu về cái vibe của bài nó khá là mênh mang, nó cũng khá là có một chút tương tự kiểu trẻ tuổi, vẫn có một cái sự sentimental ở đấy nhưng nó không bị quá xến đấy, nhưng nói chung là nó khá là giống mày. Nếu mà để tóm tắt rồi một bài nào là thể hiện Hoàng Đức Phạm nhất thì mình thấy là bài Hạ Long Bay. Còn em thích bài Hạ Long vì em thấy là nó cũng có một chút gọi là tân hơn, nói về âm nhạc ý là nó cũng ra khỏi cái những gì quen thuộc nhưng mà nó ra khỏi một cách vừa vừa thôi, không phải là cố ra khỏi để mình gọi là cứ có cái khác đi, nhưng mà ra khỏi một khoảng vừa vừa. Thế anh thấy cái âm hưởng của âm nhạc đấy, anh Duy đồng ý không? Có. Album này sẽ được ra lò vào ngày 4 tháng 4 năm 2024, nghĩa là ở thời điểm quay là tuần sau, thứ năm tuần sau hay sao. Và tất nhiên để trả lời câu hỏi của bạn, bọn mình sẽ bán đĩa, nhưng mà đợi tí công bố sau nhé. Cảm ơn khán giả của Việt Nam Indie Club. Ok, đóng máy thôi. Thế rồi đúng không?